để có thể bạn giúp bản thân giảm cân hiệu quả hơn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 6 loại thực phẩm sau khi tập luyện sẽ giúp bạn giảm cân thật hiệu quả. Nhận được các chất dinh dưỡng phù hợp sau khi tập luyện có thể giúp bạn xây dựng lại lượng protein, cơ bắp và lượng glycogen dự trữ. Nó cũng giúp kích thích tăng trưởng cơ bắp mới và thúc đẩy quá trình giảm cân hiệu quả. 6 thực phẩm ăn nên ăn sau khi tập luyện. 1. Sữa chua Hy Lạp, giàu protein và ít đường. Sữa chua Hy Lạp cung cấp một bữa ăn nhẹ, thỏa mãn sau khi tập luyện, hỗ trợ phục hồi cơ bắp. 2. Trứng, trứng giàu protein và các chất dinh dưỡng thiết yếu. Trứng là một trong những lựa chọn linh hoạt sau khi tập luyện, hỗ trợ tăng cường cơ bắp và hỗ trợ giảm cân. 3. Quả mọng, chứa rất nhiều chất oxy hóa và vitamin. Các loại quả mọng như dâu tây, quả việt quất và quả mắm xôi có lượng calo thấp và giúp chống viêm sau khi tập thể dục. 4. Khoai lang chứa rất nhiều carbohydrate phức tạp và chất xơ. Khoai lang cũng cung cấp rất nhiều năng lượng bền vững và hỗ trợ phục hồi cơ bắp sau khi tập luyện. 5. Hạnh nhân làm một nắm hạnh nhân mang lại cảm giác giòn 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 ngon cùng với chất béo protein và chất xơ lành mạnh, thúc đẩy cảm giác no và hỗ trợ giảm cân. 6. Rau lá xanh kết hợp với các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn hoặc cải thụy sĩ vào bữa ăn sau tập luyện sẽ cung cấp các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa thiết yếu mà không dư thừa calo. Vừa rồi mình vừa chia sẻ cho các bạn 6 loại